Mình biết là thời điểm hiện tại để mà nói về iOS 15 thì vẫn còn hơi sớm vì chúng ta còn tận 3 tháng nữa vào tháng 6 tại sự kiện WWDC 2021 thì mới có thông tin về iOS 15. Mà thật ra thì khác với iPhone này, MacBook này, xong rồi iPad này thì iOS là chỉ khi đến tháng 6 thì chúng ta mới biết là nó có cái gì, chứ nó gần như nó không có cái rò rỉ gì cả. Nhưng tuy nhiên thì ngày hôm nay mình muốn cùng mọi người bàn luận về những cái tính năng mà mình rất muốn iOS 15 có. Những cái tính năng nó rất cơ bản thôi, nhưng mà iPhone thì hoàn toàn thiếu hụt. Nhưng những cái máy Android lại có từ rất là lâu rồi, mà toàn là những cái tính năng nó rất là cơ bản. Một cái fun fact thú vị cho mọi người này, mãi đến cái phiên bản iOS thứ 11, có nghĩa là cách đây khoảng 3 năm, bây giờ đang là iOS 14, thì Apple mới cho phép chúng ta bật tắt nhanh dữ liệu di động ở ngay trong cái mục Control Center. Chứ từ iOS 11 trở về trước, 11 phiên bản iOS, muốn bật tắt nhanh 4G, 3G phải vào sâu bên trong mục cài đặt. Tính năng đầu tiên rất đơn giản, cơ bản, ai mà sử dụng Android lâu thì mình nghĩ chắc là nhìn nhà mắt luôn rồi. Đó chính là tính năng báo sạc nhanh mà iPhone thì hoàn toàn không hề có. Làm thế nào để chúng ta biết được là iPhone đang được sạc nhanh? Ngồi đếm phần trăm pin, quan sát phần trăm pin xem nó tăng như thế nào. Hoặc là mua cái phụ kiện đo công suất mà mình có làm trong cái video test cái sạc MagSafe ấy, thì chúng ta mới có thể biết được là iPhone đang được sạc nhanh. Trong khi đấy thì Android, ngay cả những cái máy tầm trung ấy, chỉ cần cắm sạc vào là chúng ta biết được máy nó đang sạc nhanh hay không, thời gian sạc còn bao nhiêu lâu nữa sẽ đầy. Một số bạn có thể bảo là ui dồi ôi, cần quái gì cái đấy, cắm sạc đúng không, bao giờ nó đầy pin thì nó đầy. Cũng đúng, cũng chính xác. Nhưng mà tuy nhiên cái tính năng báo sạc nhanh nó còn có một cái công dụng nữa cực kỳ hữu ích. Đó chính là giúp chúng ta biết được cái phụ kiện sạc cáp mà chúng ta đang sử dụng, nó có ok hay không, nó có hỗ trợ đúng chuẩn sạc nhanh hay không. Không phải ai cũng có điều kiện để mà đi mua những cái máy full box có sẵn sạc cáp. À mà bây giờ mua iPhone mới là làm gì có củ sạc ở đâu. Đấy, thế nên là đối với những thiết bị Android nhá, khi mà chúng ta cắm sạc, đó, máy nó báo sạc nhanh, chúng ta biết được ngay là ok, cái sợi cáp này ngon, cái củ sạc này ok, hỗ trợ sạc nhanh như bình thường. Đó, trong khi đấy thì với những thiết bị iPhone mà mọi người đều biết rồi, sạc cáp iPhone, củ sạc iPhone, hàng fake nó tràn lan. Mà dạo gần đây nó fake tinh vi đến cái mức ấy. Ngày xưa là có cái thông báo là phụ kiện không được hỗ trợ nhá, nhưng mà bây giờ mấy cái đồ fake là nó vượt qua được hết mấy cái thông báo đấy rồi. Do đó thì khi mà chúng ta cắm phụ kiện fake vào máy iPhone, chúng ta sẽ phải ngồi quan sát. Pin tăng này như không phải sạc nhanh rồi, chắc là hàng lờ mà. Mà nó cũng nhanh mà, có liệu phải hàng xịn không? Đó, một cái tính năng đơn giản thôi, nó có thể giải quyết được ngay cái vấn đề là chúng ta trực tiếp kiểm tra được cái chất lượng của củ sạc và cáp sạc. Thật ra thì ngày xưa iOS cũng có cái tính năng đấy. Mình nhớ không nhầm là ở phiên bản 12 hay sao ấy, thì khi mà chúng ta cắm sạc nhanh, máy nó sẽ tinh tinh và báo sạc 2 lần. Nhưng mà mình không hiểu vì sao lên phiên bản iOS cao hơn, Apple cắt bỏ luôn cái đấy. Thế nên là giờ khi mà chúng ta muốn biết máy được sạc nhanh hay không thì ngồi đến phần trăm pin thôi. À, hoặc nếu không thì mọi người có thể đầu tư mua cho mình những cái bộ phụ kiện sạc cáp xịn có sẵn tại chuỗi thống của Cellnet, đường link ở phía bên dưới nhé. Thứ hai cũng rất là cơ bản nhưng mà mình không hiểu vì sao iPhone lại hoàn toàn không có. Đó chính là cái tính năng gợi ý hay là tiên đoán cuộc gọi. Mẹ mình dùng Android lâu ngày, xong hôm bữa mình có đưa cho mẹ mình một con iPhone dùng tí tí bấm gọi, còn bảo con này máy nó bị lỗi hả? Đây, đối với mấy cái máy Android ấy, khi mà mọi người truy cập vào cái trình gọi điện, mọi người chỉ cần bấm có vài số thôi là ngay lập tức chúng ta sẽ được gợi ý cuộc gọi. Chỉ cần bấm vào gọi điện, easy, cực kỳ đơn giản, dễ dàng. Nhưng riêng với iPhone ấy, các bạn bấm cái trình quay số, các bạn có bấm đến mút mùa nó cũng chẳng gợi ý ra một cái gì cả. Mà chỉ khi nào mọi người phải chuyển sang cái mục gọi là mục danh bạ thì khi đấy mọi người mới có thể bấm số, mới có thể tìm kiếm được như một cách bình thường. Nó khá là tốn thao tác và nhiều khi đối với những ai mà phải gọi điện nhiều và thường xuyên thì mình thấy đây là một trong những cái nó khá là khó chịu. Và một số các bạn có thể nói là đâu, Apple cố tình làm như vậy là để cho người dùng đỡ nhầm lẫn, ai muốn tìm danh bạ thì bấm vào danh bạ. Thế thì vì cái lý do gì mà khi mình nhập full số mình cần gọi thì lúc đấy nó lại gợi ý cho mình: à đây, mày đang muốn gọi cho người này đúng không? Đúng rồi, tao bấm full số người đấy rồi mà.
OMG kiểu khó hiểu thực sự. Thì đây là một trong những cái nó khá là nhỏ thôi, nhưng mà hy vọng là iOS 15 nó sẽ cải thiện để mà giúp cho chúng ta, đối với những ai mà hay phải gọi điện nhiều và liên tục, thì sử dụng điện thoại nó được kiểu đơn giản và thoải mái hơn. Always on display. Always on display. Đấy, đọc tiếng Anh hay như người bản địa. Người bản địa Việt Nam. Chán, sinh viên học ngôn ngữ Anh. Đây là một cái tính năng cũng rất là cơ bản và có từ trên các máy Android, mình nhớ là rất là lâu rồi, 6-7 năm chưa? Nói chung là nó lâu lắm rồi. Và nó tận dụng được cái lợi thế của tấm nền OLED, đấy là hiển thị cái màn đen gần như là không tiêu tốn điện năng. Do đó thì đối với những cái máy Android ấy, chúng ta sẽ rất là khó để có thể miss được những cái thông báo, những cái cuộc gọi, bởi vì lúc nào màn hình của nó cũng sẽ hiển thị mờ mờ như này để chúng ta nhìn thấy này, à đang có người này gọi nhỡ này, đang có thông báo bên Facebook này, đang có Tinder match này. iPhone đa phần khi mà chúng ta nhìn vào cái màn hình nó sẽ đen xì như này. Và khi chúng ta muốn biết là có bị lỡ cái thông báo hay gì không, chúng ta sẽ phải bấm máy mở sáng lên, xong không có gì lại tắt đi, bấm lên lại tắt đi, bấm lại tắt đi, bấm lại tắt đi. Đó, do đó thì cái việc mà có thêm Always On Display thì mình thấy nó là một trong những cái tính năng nó rất là cần thiết và rất là nên có. À, có một số tin đồn thì có cho biết là cái phiên bản iPhone 13 sẽ có tính năng này, bởi vì nó sẽ sử dụng chung cái tấm nền LTPO giống như trên Apple Watch Series 5 và Series 6. Nhưng mà thay vì là một tính năng độc quyền cho iPhone 13 thì nó là một cái tính năng có sẵn trong iOS 15, hỗ trợ cho cả iPhone 12 series này, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, XS Max, các thứ thì nó xịn hơn rất là nhiều đúng không? Vì đều sử dụng chung tấm nền OLED mà. Cái cảm giác mà vừa mua cái máy 30 mấy triệu được có một năm, xong năm sau có một cái tính năng rất là hay mà máy mình không dùng được, nó cũng không dễ chịu cho lắm nhỉ, buồn vãi chưởng. Thế nên là hy vọng iOS 15 sẽ bổ sung cái tính năng này. Riêng cái này thì mình thấy anh em nào mà hay dùng 12 Pro Max hay là 11 Pro Max thì anh em kêu rất là nhiều. Đó chính là Apple không hề cho phép chúng ta sắp xếp icon theo ý thích. Mà cái điều này thì Android mặc định nó đã có, mình nhớ là hình như từ những cái phiên bản đầu tiên rồi. Ví dụ nhá, iPhone 12 Pro Max mình đang cầm trên tay, màn hình siêu to, rất là cấn, rất là nặng, cực kỳ khó để mà thao tác bằng một tay. Đây, như thế này. Thì đối với những ai mà muốn có được cái icon ở đây để mà dễ dàng bấm một tay thao tác hơn thì Apple nói là không, chúng tôi không làm thế. Các ông muốn có icon ở đây đúng không? Thì các ông phải xếp full hết icon phía bên trên nè. Không phải tự nhiên mà người dùng iPhone người ta phải chế ra rất nhiều cách để tạo ra những cái icon trong suốt, tạo ra những cái icon kiểu trắng tinh để mà chúng ta có thể đưa được icon theo ý thích. Tốn rất rất nhiều công sức chỉ để làm được một cái tính năng rất cơ bản mà mình thấy là bên Android họ làm suốt từ bao nhiêu năm nay rồi. À, với phiên bản iOS 14 thì Apple đã cho phép chúng ta sử dụng này, tùy biến widget này, cá nhân hóa iPhone có thể nói là nhiều nhất từ trước đến nay. Phiên bản iOS 14 cho phép chúng ta cá nhân hóa rất rất nhiều, mỗi iPhone một người nhìn một kiểu. Nhưng ngay cái mục là sắp xếp icon theo ý thích thì vẫn chưa hề làm được. Thì mình hy vọng đây sẽ là cái tính năng mà iOS 15 có thể là sẽ bổ sung thêm vào để giúp cho những ai sử dụng iPhone, đặc biệt là phiên bản màn hình lớn như thế này, có thể dùng được nó thoải mái và dễ chịu hơn. À, cho mình hỏi là tất cả những bạn dùng iPhone đã có ai từng sử dụng cái tính năng File này bao giờ chưa? Đó, cái tính năng này là một trong những cái tính năng mà mình thấy nó rất là tù, bởi vì tính chất đóng của hệ thống iOS ấy. Do đó thì cái quản lý file ở trên iPhone, ở trên iPad thực sự phải nói nó rất là tệ. Trong khi đấy thì Android làm cái điều này nó tốt hơn rất là nhiều. Và cái tính năng File này nó vô dụng đến cái mức nó cũng chính là cái lý do lớn nhất cho cái việc là iPad không thể nào mà sử dụng thay thế cho một cái laptop thông thường được, vì quản lý file của nó tù túng quá, nó khó chịu quá. Cái này thì mình nghĩ là nói ra kiểu để than phiền cho vui thôi, chứ chắc chắn là Apple sẽ không bao giờ thay đổi cái này đâu. Apple mà, đúng không? Rồi, và đó là ý kiến của mình, những cái tính năng rất cơ bản thôi mà mình cảm thấy iPhone đang thiếu hụt so với Android, vì Android đã có những cái này gần như là nó mặc định luôn rồi. Vậy thì anh em cảm thấy sao? Có đồng ý với những gì mà mình vừa chia sẻ hay không? Đừng quên comment ở phía bên dưới. Và anh em mong chờ điều gì nhất ở iOS 15 thì cũng có thể comment ở phía bên dưới luôn. Và anh em đừng quên click ngay đường link để tham khảo ngay phụ kiện sạc cáp iPhone giá cực kỳ ok tại chuỗi thống của Cellnet. Comment đấy, xin chào, hẹn gặp lại.